cụ thể, mục tiêu giai đoạn 2020-2025 như sau. Về văn hóa, tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa trên 86%, tỷ lệ thôn bản tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa trên 80%, đầu tư xây dựng từ 2 công trình văn hóa quy mô cấp tỉnh trở lên, 100% số xã phường thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao đạt chuẩn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy lợi thế của địa phương. Về du lịch, phấn đấu đón từ 10 triệu lượt khách du lịch trở lên. Tổng thu từ khách du lịch là 44.750 tỷ đồng, đóng góp vào GDP từ 22 đến 23%. Thu hút từ 40.000 đến 42.000 lao động trong lĩnh vực du lịch. Phát triển nhóm sản phẩm du lịch đặc thù. Tổng số cơ sở lưu trú là 1.400 cơ sở, số buồng đạt tiêu chuẩn 3 đến 5 sao là 10.000 buồng. Nhu cầu về vốn đầu tư cho cả giai đoạn là gần 12.000 tỷ đồng.